trước ồn ào bị đảo bới quá khứ từng miệt thị ngoại hình hoa hậu Hương Giang, đan tiên bị cộng đồng mạng, fan sắc đẹp quay lưng dù đang là thí sinh được kỳ vọng đăng quang Miss International Queen Việt Nam năm 2023, đan tiên đã chính thức nói lời xin lỗi đàn chị Hương Giang và fan sắc đẹp. Đan tiên nhận hết lỗi lầm và mong được thông cảm, tha thứ. Cụ thể đan tiên viết trên Facebook như sau. Xin chào tất cả mọi người. Suốt những ngày qua khán giả đã và đang tiếp nhận những thông tin tiêu cực được đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội về phát ngôn thiếu chuẩn mực của tiên dành cho Hoa hậu Hương Giang giám đốc quốc gia cuộc thi Miss International Queen Việt Nam. Từ tận đáy lòng, đan tiên cảm thấy rất xấu hổ với chính bản thân mình và chị Hương Giang. Đan tiên sẽ không biện minh gì thêm cho những hành động sai trái của mình trong quá khứ. Đan tiên hiểu điều đó thật khó mà chấp nhận được đối với một người đang mong muốn được hoạt động nghệ thuật một cách chân chính. Đan tiên cũng hiểu được những bức xúc của mọi người khi đọc những thông tin đó và đan tiên biết tất cả những điều mà mình đang nhận ở hiện tại đều là kết quả của những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ trong quá khứ. Đan tiên xin nhận hết tất cả lỗi lầm về mình, cả những lời chỉ trích dành cho mình cũng như chấp nhận hết những quyết định sẽ đến với mình trong thời gian tới. Em xin được nói lời xin lỗi sâu sắc nhất đến chị Hương Giang vì đã có những hành xử không đúng với chị. Em không dám xin sự tha thứ từ chị. Em chỉ mong rằng em có thể sửa sai bằng những hành động tích cực trong tương lai. Bên cạnh đó, đan tiên muốn xin lỗi đến toàn thể FC của chị Hương Giang vì đã gây ra những bức xúc cho các bạn trong thời gian qua. Đồng thời, em cũng không quên gửi lời xin lỗi đến huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa và các thành viên trong team vì đã làm ảnh hưởng mọi người. Cuối cùng là lời xin lỗi cho những ai đã yêu thương, ủng hộ đan tiên trong hành trình tham gia cuộc thi vừa qua. Đây là một bài học vô cùng đắt giá để em phải tự chất vấn và nhìn nhận lại bản thân một cách tường tận thấu đáo. Trước khi đưa ra quyết định hay khi mình chưa gặp gỡ tiếp xúc, hiểu rõ về một ai đó thì mình không nên có những lời nói, hành động không tốt gây tổn thương đến họ. Một lần nữa đan tiên xin phép gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người. Ok, em cảm ơn chị cho team em chụp trước cái nha. Hello đan tiên nè, đan tiên ơi, cảm thấy như thế nào sau 6 tập rồi? Team cùng với như là team của Hoàng đang vào trong một chế độ tập rất là nghiêm khắc để có thể có một đêm bán kết cũng như là chung kết để có được để team được một lần nữa được chiến thắng. Thì cái tập vừa rồi là em hóa thân thành cái cô hầu đồng á, thì rất là được mọi người yêu mến. Thì em nói một tí xíu về cái đêm đó diễn của mình như thế nào và mình có hài lòng khi mà thấy cái thành quả như vậy không? Như mọi người có thể thấy rằng là tuy rằng là những cái trang phục của team của Quỳnh Hoa cũng như là huấn luyện viên của em thì thường là những cái trang phục mà
em được dàn dựng về mặt âm nhạc cũng như về mặt văn hóa, tìm hiểu về văn hóa rất là nhiều. Nên là khi mà bọn em giành được chiến thắng ở trong tập 6 thì em nghĩ rằng đây là một chiến thắng, nói chung là rất là hài lòng đối với team của Vĩnh Hoa. Thì không biết là hiện tại thì trên mạng cũng có vài cái thông tin nó không được hài lòng về em á, thì em có đọc mấy cái thông tin đó không? Hiện tại thì em đang vào trong một chế độ tập luyện là nghiêm khắc và những cái thông tin gần đây xảy ra đối với em thì em sẽ thông báo ngày sớm nhất ạ. Có thể là trước chung kết em sẽ cảm ơn. Tức là mình sẽ có những cái trả lời chính thức đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên tham gia một cuộc thi mà em phải đứng trước những cái bài gọi là bài bóc phốt như vậy đi, nó có ảnh hưởng đến tâm lý của em không khi mà đã đến gần cuối hành trình rồi? Như em đã nói thì em sẽ thông báo chính thức trên trang cá nhân của em về vấn đề này, em xin cảm ơn. Cảm ơn Tiên nha. Tiên ơi, anh nhờ. Trang Nhung chuẩn bị gì cho chung kết rồi em? Em đang chuẩn bị cho bán kết thôi. À quên, bán kết đúng rồi. Em đang chuẩn bị một tiết mục thật là bùng nổ, là sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ cho cái tiết mục của em. Đêm thi tài năng đúng không? Dạ vâng, đêm thi dạ hội mang tên à. À, dạ hội với tài năng luôn. Wow. Thì mình sẽ hát, nhảy múa hay như thế nào, mình có thể tiết lộ được không? Em sẽ tiết lộ một chút là về nội dung câu chuyện, nó sẽ dựa trên là cái gì mà em đã trải qua trong cuộc sống, em đưa lên cái cảm xúc thật đó luôn ở trong cái tiết mục của em luôn. Và em hy vọng là mọi người sẽ xem nó, enjoy nó và cảm nhận những gì Trang Nhung đã trải qua. Thì Đan Tin thì sẽ hát hay như thế nào? Sẽ là một bài hát lần đầu tiên được trình diễn tại MIQ Việt Nam. Wow, bài hát mới luôn. Còn em? Em là lip sync. Lip sync à, Dark Queen đó ha. Hôm nay đi tham gia sự kiện với lại huấn luyện viên của mình cảm thấy như thế nào? Đây là lần đầu tiên mà bọn em. Hồi nãy thấy mentor các quốc gia. Thấy mentor của mình á. Keo lì đúng không? Mentor hàng không nhìn hàng. Mentor em kết thúc như một cái ghế vậy á. Khỏi phải bàn, trời ơi. Rồi, cảm ơn mấy đứa nha. Chúc thi tốt nha. Ok.